Em đồ vũ Minh Nghệ, chứng minh Nghệ Phong xin kính chào tất cả các bác. Chúc mọi người có một buổi tối hôm nay, buổi tối thứ bảy cuối tuần, ngày thứ bảy cuối tuần, một buổi tối thứ bảy cuối tuần thật là vui vẻ ấm áp với gia đình và người thân. Ngày mai chủ nhật rồi. Hôm nay buổi tối cuối tuần thì đem lên một số sản phẩm đồ gỗ mới cứng cho mọi người chơi, một toàn bộ hàng mới hết cho các bác sưu tầm, rồi các bác chơi. Là mọi người yêu thích cái món nào thì hãy liên hệ với em đi để cho đơn hóa nha. Và quả là mất thời gian của mọi người, chúng ta đi với cái sản phẩm đầu tiên luôn. Đây là cái mẫu củ thọ mới, đây là mẫu củ thọ ngồi ở củ sâm, hàng mới mọi người nhé, mẫu này mẫu mới thì thị trường đây, thị trường thì chưa ai làm mẫu này cả. Hai bây giờ mọi người thì người ta có thấy là có bán riêng một củ sâm ấy. Thì hôm nay em mới làm cho thọ làm cái mẫu di lặc ở đâu cũng cái gì à? Mà cụ thọ ngồi ôm đào trong củ sâm rất là gọn gàng và đẹp, được chế tác trên một cục phôi là một phôi sụn hương tai. Và cái hàng này của em Minh là hàng liền nguyên khố 100%, mọi người, hàng liền nguyên khố 100%, sụn hương ta và liền nguyên khố 100%. Là bác nào mà yêu thích cái sản phẩm một cụ thọ để trưng bày cái không gian này của mình, tăng nó làm đẹp không gian một cái hai cụ thọ là trừng thọ. Cái này là gỗ liền ấy, xong rồi thợ đục moi thế này, bởi đục moi nó ra đục rất là kỹ, thì ra làm cái phần củ sâm này để mà đục được nó liền như này này là ngồi moi rất là mất lâu công không ít công để em đo kích thước rồi. Bức này cao 71, rộng là 37 và sâu là 25, cao 71, rộng 37 và sâu là 25. Lưu ý giúp em Minh là hàng ngày này em làm là hàng nghìn khối, mọi người, hàng nghìn khối liền 100% luôn, củ gỗ khá là to mọi người ạ, liền 100% luôn và gỗ là không có chắp ghép đâu nhỉ, hàng không có chắp ghép, một cục sụn hương. Để mình quay cho mọi người cái phần chất gỗ để mọi người ngắm. Đây là một cục phôi sụn và lưu ý giúp em là hàng này chắc chắn là không có vết lỗ gì đâu ạ, hàng không có vết lỗ gì đâu, vấn đề là do bụi, làm xong hơi bụi chút, toàn bộ là sụn được những cái chất vân này, này. Và để đục kênh bong móc được cái bông, những cái bông hoa sâm, cái lá sâm này, và những cái rễ sâm này, đây củ thọ củ sâm, giá thì em để cho mọi người giá hợp lý thôi. Hợp lý về các bác chơi đấy, đó rất tuyệt vời mọi người nhé. Đây đục là cái một cái mè gỗ này, rất là nhiều gỗ ấy, củ gỗ này là xưa mọi người củ gỗ này hơn 1,5 triệu, gọi 1,5 triệu đấy, một cái mè gỗ này là một cái mè này xong mình đục thì nó sẽ phải mất nhiều gỗ, hàng của mình liền mà không có chắc, và cam kết là gỗ không có dặm màu vẽ vân, không đứt nát. Đây là hàng mạnh sụn, gốc sụn nạp nên đảm bảo chất lượng gỗ đấy. Giá thì giá thợ nhà làm thôi, tiền gỗ nó 1,5 triệu rồi, tiền phun một bức này là 200.000. Bức này to thì cao 71 rộng 37 rồi mọi người, cao 71 rộng 37 thì nó nhiều gỗ. Em xin báo giá luôn cho mọi người phó này nhé, em Minh xin giao đi luôn mọi người, báo giá luôn mọi người, phone này xin giao đi các bác, phone này là 2,9 triệu không ship mọi người nhé, đó chỉ có hơn 1 triệu tiền công thôi, à đâu triệu tầm 1,3 triệu tiền công thôi đấy, bởi vì gỗ nó nhiều quá mà đục moi ngồi đục này, mọi người nhìn này, một họ ngồi làm đào đi moi, em sẽ quay vào sau gỗ luôn. Đây là một cái rễ sụn sụn hương, hàng ngày mọi người chơi yên tâm, sụn hương luôn. Đây sẽ quay mọi người cái chất gỗ sụn để các bạn ngắm, hàng ngày thì chơi 1,000 năm luôn đấy các bạn. Đó, những cái phần gỗ cắt ra mọi người có thể nhìn thấy cái chất vân này, đây này, vân này là vân sụn hết đấy, những cái phần da sụn này em làm toàn bộ là cái vấn đề da sụn này, những cái phần da này thì về các bác chơi đảm bảo mọi người là gỗ này nó già và nó tự nhiên nó bào mòn hết rồi.
không còn cái gì có thể hỏng nữa. Hàng ngày về chơi thoải mái. Các bác nào thích chơi đũa, chơi đũa và chơi những cái chất gỗ già sụn thì mọi người chơi chất này tuyệt vời luôn các bác nhé. Hàng thợ nhà làm thôi, mọi người có thể tham khảo. Nó to lắm vì nó cao hơn 70 và cái chiều rộng của nó là 37 phân, chiều rộng 37 phân, mà cái hàng sụn này gỗ đẹp không lỗi vết gì, 2.9 không xịt. To hàng to mọi người, không to hàng nhỏ nhé, hàng to lắm nhé, hàng to lắm. Để em bê bước này xuống nhá. Ôi, nặng lắm, nhiều gỗ. Tôi giới thiệu mọi người bức hổ ấy. Lâu lắm mới làm hổ thì nên tôi có bác bức hổ. Em xin giới thiệu mọi người, đây là một chú hổ được chế tác hoàn toàn là liền nguyên khối 100%, một chú hổ gỗ hương ta hàng liền nguyên khối 100%, liền 100%. Hàng này là chắc chắn với mọi người là một trong những tác phẩm hổ làm kỹ, hàng kỹ. Và thứ hai là đây là lựa trên nền tảng một cái rễ hương, một cái gốc phôi hương cực đẹp làm luôn cho mọi người, to lắm mọi người, nhà hàng liền hết 100% luôn. Và gỗ tí em sẽ quay cho mọi người cái chất gỗ. Bác nào tuổi hổ có thể bê bức hổ này về chơi. Đây chúng ta nhìn cái chất gỗ này, gỗ nó rất là đẹp, thật sự cục phôi rất là đẹp mọi người ạ, cục phôi không thể chê được. Mà em sẽ nói kích thước trước ạ. Làm hổ ấy thì ra là cũng nó cái tiền công làm một con hổ này nó cũng không cao đâu mọi người, không cao đâu. Như một chú hổ đấy bên em làm ấy, chỉ nó một chú hổ to như thế này, rất là to này, thì cái tiền công bọn em làm một chú hổ này thì dao động tầm khoảng 1.5 triệu, 1.5 triệu tiền công thôi. Đây là chia sẻ thật với mọi người, không giấu giếm nhau. Bởi đây là công thợ nhà làm một chú hổ này chỉ tầm 1.5 triệu, tiền sơn một chú hổ này là 200.000 đấy, là nó rơi vào tầm 1.7 triệu, 1.7 triệu mọi người nhé. Còn cái tiền gỗ, một cái cục gỗ như này thì nó dao động tầm khoảng 1.2 triệu, 1.2 triệu như gỗ này. Nó dài như này, nó liền, đây là một cái rễ. Và làm hổ hay làm báo ấy thì em Minh chỉ làm là lựa những cái gỗ gốc rễ em làm thôi, thì để cho mọi người có cái chất vân đẹp. Nhưng mà hôm nay có cái chú hổ này em đảm bảo các bác luôn là cái chất vân em rất là ưng, rất là ưng mọi người nhé. Và liền khối em có cái chất rất là dài to đấy. Dạ, chú hổ này cái chiều dài tổng thể đến cái đoạn đuôi này này là mọi người hình dung là dài 79 phân, chiều cao là 36, dài 79 và cao là 36. Độ dày của cái rễ này, cái độ dày của gỗ là 26 phân, độ dày 26 phân, hàng hoàn toàn là liền nguyên khối, không dặm màu, không vẽ vân mọi người nhé, để không chắc nhét, để các bạn yên tâm. Đây bây giờ em sẽ đi vào cái chất vân để cho các bác cảm nhận về cái gỗ của em đẹp nào. Gỗ hương thì không phải cục gỗ nào cũng đẹp mọi người ạ, nhất là cái hàng gốc rễ. Đây là một lựa một cái chú hổ với một cái chất vân như này thì cũng không nhiều cục gỗ có. Đây là cái mắt gỗ mọi người nhá, em để nguyên tự nhiên thôi là cái mắt gỗ. Đây có cái chất vân trên người. Mọi người ai thích một chú hổ vân đẹp thì mọi người có thể bê chú hổ này về chơi, vân rất tuyệt vời mọi người nhá. Đây phần đuôi này. Đây là cái mặt mà này là mặt sau nhá, em sẽ quay cái mặt trước luôn cho mọi người. Đây, để các bác ngắm. Thường thường hổ làm ấy là nó chỉ đẹp được cái mặt đằng trước này thôi, có nghĩa là cố gắng nữa làm sao cái mặt đằng trước này là đẹp.
còn cái mặt đằng sau nó sẽ bị lỗi vết. Như là mọi người nhìn này, nghe đẹp cả đằng trước đẹp cả đằng sau luôn, đẹp cả đằng trước đẹp cả đằng sau các bác nhé. Đấy mọi người nhìn này, vân này. Đấy, em quay rất là sát, quay rất là sát đây phần mặt đây, quay rất là sát cho mọi người để mọi người ngắm cho yên tâm. Đây cái lèn gỗ này, vân này, đó. Bọn em làm ra một chú hổ như này, cả gỗ cả công nó rơi vào tầm khoảng 2,7 triệu. Đây đang là một cái mắt này nhé, mắt gỗ. Đây, gỗ rất tuyệt vời luôn. Đây, phần đuôi mọi người có thể nhìn kiểm tra cái phần vân ở phần đuôi này. Thì các bác biết đây là một chú hổ rất là đẹp, rất là chất lượng đó mọi người. To lắm vì nó dài gần 79 phân, 80 phân cơ. Chứ không phải là bé, không phải là 50, 60 nhá. Và cái chất gỗ thì cũng quay rất là kỹ cho mọi người rồi, để các bác thẩm định cái chất vân rồi. Rất là đẹp, hương ta mà. Đây này, hương ta hàng rễ thì nó mới có cái chất vân này. Nhưng mà không phải cái rễ nào vân nó cũng đẹp. Đấy nói thật mọi người, hổ đào rất là tuyệt vời rồi. Em Minh xin giao lưu mọi người chú hổ to này với giá hợp lý thế ạ, 2850 mọi người nhé, 2850 ship chú hổ to. Em còn duy nhất một chú hổ to này mới làm xong thôi, còn hiện tại thì trên xưởng cũng chưa có được một chú hổ nào. Thì nói tóm lại một điều là rất là đẹp, gỗ đẹp, chất lượng đẹp. Chú báo nữa cho các bạn, đi luôn một chú báo với mọi người nhé. Em chút em lên cho mọi người một chú báo nữa để các bạn ngắm một chú báo. Để em chút nhá, em lên một chú báo. Chú báo này rất là đẹp, to và nhiều gỗ. Thưa mọi người, củng gỗ này. Ui. Siêu phẩm. Sụn hương. To lắm, để quay xa máy ra. Cái này phải quay xa mới hiện được cái sản phẩm này. Tuyệt vời mọi người nhá. Em Minh chia sẻ mọi người như này. Thường thường ấy, những tác phẩm báo ấy, là chúng ta sẽ chỉ thấy những cái tác phẩm báo nó dưới thấp, có nghĩa là dưới phần này thôi, nó rất là thấp. Chứ làm để mà làm được những tác phẩm báo mà nó có cái dáng thế mà chúng ta thường thường báo nó sẽ gắn với hình tượng là rình mồi và trên cây, rình xuống bên dưới. Thì như thế nó mới đúng tính chất một chú báo và nó sẽ rất là đẹp. Đây mọi người, thế này có một chú báo đúng tính chất là từ trên thì đang rình mồi rình xuống bên dưới. Cái bệ bên dưới này chúng ta tưởng tượng nó đang một cái gốc cây, nó đúng như ngoài tự nhiên như nào thì là cái tác phẩm nó thể hiện đúng như thế. Bên ngoài một người tưởng tượng đây là con báo đang rình trên một cái gốc cây, bên dưới là một cái gốc cây tự nhiên. Hoặc ở đây một tưởng tượng đây nó đang ngoài tự nhiên, nó là những cái phần núi đá và có những cái da gỗ xù xì này. Đấy, da gỗ xù xì. Đấy, da gỗ xù xì. Em vẫn để nguyên những phần da sụn này nhá. Đấy. Và cái này nó thể hiện đúng tính chất là tự nhiên, là kết hợp giữa cái tự nhiên và cái bàn tay người ta. Trên là một chú báo đang rình mồi xuống, rất là uy dũng luôn, to. Và lưu ý cho em hàng liền nguyên khối nhá, hàng này là hàng liền nguyên khối 100%. Cao 82, rộng là 52, rất to rồi nhé. Và độ dày 30, cao 82, rộng 52 và sâu 30, sụn hương.
liền nguyên khối 100%. Sau đây ạ, đây một cái gỗ đây. Tiền gỗ đã bao nhiêu rồi? Tiền gỗ đã chiết rồi chứ nói gì đến tiền công. Đấy, gỗ đẹp tuyệt vời nhá. Đẹp tuyệt vời luôn. Đúng nguyên bản tự nhiên luôn. Em Minh cũng xin báo giá luôn cho mọi người, chú báo này là các bác sưu tầm. Chú báo là em Minh xin giao lưu mọi người với giá là chỉ có 2379. Mọi người cứ suy nghĩ xem tiền gỗ tiền công bao nhiêu. Bên dưới này cái củ phôi ông đá nha. Đây, gỗ khương ông đá này. Đây là còn những cái phần da xù xì này. Mọi người yên tâm là những cái phần da xù xì này về các bác chơi 1000 năm không hỏng nha, bởi vì ở tự nhiên nó đã là những cái củ gỗ hàng nghìn năm rồi. Ở ngoài tự nhiên nó đã là những cái phần phôi 1000 năm ở ngoài tự nhiên rồi nên về các bác chơi thêm 1000 năm nữa cũng không hỏng. Đấy, tất cả đều liền và chất vân chất sụn này. Loang lổ tự nhiên hết nha. Ông báo là rình mồi. Gầm gừ. Con này thì không nha răng nhé, nó đang nhìn rình mồi thôi. Chứ nó không phải đang gầm gừ, đang cắn nhau. Đang rình mồi thì trên rình xuống. Đấy, đuôi liền liền. Chất gỗ chất vân thì không phải nghĩ. Đây, quay một chút đằng sau. Mọi người thấy chất vân này. Ác liệt luôn mọi người. Chất vân. Đây da gỗ đây. Nguyên một cái gốc hương mà đầy đá này. Đầy đá đây mọi người này. Gỗ hương cũng đá này. Đúng tự nhiên chưa các bác? Đúng yếu tố tự nhiên chưa? Đúng rồi còn gì cả. Gỗ này. Da gỗ này thì mọi người lấy búa về, mọi người hoặc lấy dao về, mọi người băm và giúp em mẻ dao luôn nhé. Riêng đối với cái da gỗ này, băm vào mẻ dao luôn, nên là các bác đừng bao giờ sợ vấn đề được gối để về cái gỗ này về mối mọt, không bao giờ đâu, đảm bảo luôn. Tuyệt vời nhé, giá cũng rất là tuyệt vời, 2379. É là mọi người bây giờ các bác có đi thuê thì không có ai người ta làm mọi người tác phẩm với 2379 cả, nhưng bán cho mọi người cả gỗ ở công cả phun phẹt các kiểu cả công của em Minh 2379 không ship rồi, có mỗi chú thôi. Hết rồi. Nói chung làm phải làm giá hợp lý, đẹp to nhưng mà giá hợp lý, chứ mà đẹp to mà giá cao thì ai chả làm được đúng không ạ? Em sẽ cố gắng làm sao mà có cái phương châm là ngon bổ rẻ đẹp độc lạ cho mọi người chơi đấy. Tuyệt vời đấy, những em nghĩ đó là giá hợp lý, quá hợp lý. Giá này các bạn không chơi nữa thì hơi khó. Thật sự là giá này mà không chơi nữa thì cũng khó thật. Quá khó luôn. Nặng. Nặng kinh khủng. Kinh khủng khiếp. Nặng thật đấy. Phê luôn. Em Minh đi cho mọi người một chú dê cẩm hàng siêu vân. Siêu vân, hàng siêu vân mọi người. Hàng siêu vân. Đợi em chút. Đợi em chút. Quá chất lượng. Đảm bảo mọi người. Quá tuyệt vời. To hàng to nhá. Hàng này hàng to không phải hàng nhỏ mọi người nhá, hàng to nhá. Để mình đo kích thước cho mọi người. Hàng này là hàng to. Đây nó là một cái bệnh cọc. Để chia sẻ luôn mọi người, đây là nguyên bản, nó là một cái bệnh cọc. Và gỗ đặc xịt 100%, đặc xịt 100%. Nhưng mà những ai chơi gỗ cẩm thì mọi người biết đấy, là cái hàng bệnh này. Hàng bệnh nó mỏng. Nhưng mà cái chân vân nó rất là đẹp. Chân vân đẹp lắm. Đẹp dã man luôn. Đẹp vào ký tự.
K400. K400. Rộng rất là rộng luôn. Rộng là 31. K45 rộng 31, độ dày gỗ. Dày 13 phân. K45 rộng 31 và sâu 13 phân. Rất là thơm. Rất là thơm mọi người nhé. Cực kỳ thơm luôn. Các bác mua tác phẩm dây cầm này về, mọi người ngửi thử mà xem. Cực kỳ thơm. Thơm thật. Thơm thật sự đấy mọi người, rất là thơm. Thơm lắm. Mọi người về ngửi xem. Em đặt cả đế em ngửi xem. Thơm thật. Thơm luôn mọi người ạ. Đấy, lô cẩm này rất là thơm. Không phải củ cẩm lắm thơm nhé, nhưng mà củ này rất là thơm. Thơm tự nhiên nhé mọi người nhé, chứ không phải là bảo là phun cái nước hoa để nó thơm đâu ạ. Ai chơi cẩm nhiều thì ngửi cái mùi sẽ nhận ra. Ôi chất gỗ này. Chất vân này. Hàng to mọi người nhé. Cẩm Việt của mình đấy. Chất gỗ này. Phê lòi luôn. Cái này quay ban ngày đủ ánh sáng nó lên vân đẹp lắm. Quay tối này nó còn vân nó còn thấy đẹp như ngày cơ mà. Chất gỗ này. Cẩm Việt của mình đẹp. Mình nhìn này, phê chưa? Phê dã man. Này, các bạn nhìn này. Xả chưa? Sợ chưa? Đẹp thật sự luôn. Không có tí vết nào mọi người, không có tí vết nào luôn. Hàng bạch này, hàng bạch vân dã man lắm. Không có tí vết nào luôn. Đấy, vân trên người. Cập tím. Cập tím nha mọi người nhé, vân tím ngắt luôn. Cập tím. Nền nguyên khối nhá, nền nguyên khối. Đây là cẩm tím. Phê luôn các bác ạ. Phê luôn. Hải Vân này. Phê chưa? Gỗ đặc xịt nhá, gỗ đặc xịt. Phê chưa? Quá đặc cấp. Quá đặc cấp mọi người nhá. Chú dê này em mình giao lưu 12/3 mọi người nhá. 2/3 mọi người nhá, một chú dê siêu to và siêu đẹp. 2/3 các bạn, 2/3 nhé. Qua chất lượng. Qua chất lượng đi. Đẹp lắm. Về mọi người cứ cầm về mà cảm nhận, em đảm bảo luôn sẽ không chê được đâu. Không chê được. Em quay kỹ và giới thiệu kỹ. Đây, chất cổ này. Đặc xịt luôn. Đặc trang một trang. Hôm nay mùng 2 đầu tháng em có một cái sản phẩm mà nên bán là giao lưu. Mỗi một clip thì em sẽ cố gắng có 1-2 sản phẩm nên bán cho mọi người cái giá hữu nghị, gọi là giá hữu nghị nhé, giá tình cảm. Đây. Nặng lắm. Một chum tam nghê sụn hương. Ui, chất sụn. Đây là chùm sụn nha, nô gỗ này toàn gỗ sụn thôi mọi người. Toàn sụn thôi. Toàn sụn hương thôi. Đây là hàng sụn, toàn bộ là sụn hương hết. Đây là các bác nào thích hàng sụn hương thì mọi người bê cái chùm này về. Một cái chùm để ở cái đôn kẹp nó rất là vừa. Đi đo kích thước chứ, em đo kích thước xong em đo cái. Em quay kỹ cho mọi người ngắm chất vân. Đẹp chưa, vời chưa mọi người? Đẹp dã man luôn. Chiều rộng ạ. Chiều rộng là 46. Chiều rộng của sản phẩm là 46 các bác nhé. Chiều rộng là 46 chứ không phải là 36 nhé. Rộng 46 ạ. Chiều cao.
cao 36, chiều rộng 46, chiều cao 36 và độ dày gỗ. Độ dày là 36. Rộng 46, cao 36 và dày 36, gỗ sụn. Sụn hương nhá. Và một cái chung tam nghi sụn hương như thế này thì các bác hình dung ra mọi người phải bỏ số tiền chắc chắn không bao giờ dưới 3 triệu cả. Đúng không ạ? Không bao giờ dưới 3 triệu cả. Mời các bác thực nặng chất gỗ. Phê chưa? Phê chưa? Ui, như vẽ. Nó như kiểu là những cái nét vẽ của tự nhiên đấy, các bác hình dung chưa? Nó như đúng như những cái nét vẽ của tự nhiên tạo hóa vẽ vào đây. Đây, chia được 13 con nghe này. Đây, vần này. Đây là mặt sau. Đấy, vần rất là đẹp mọi người nhé. Vần rất tuyệt vời. Đấy, còn đây là cái mặt trước, tâm điểm là cái mặt trước. Quá là cực. Quá xuất sắc. Giá hôm nay giao cho mọi người cái giá các bác giật mình luôn nhé. Cực kỳ hợp lý, cực kỳ tình cảm của em dành cho mọi người thôi. 2,5 đồng không ship, nhanh tay mắc đề về. Vân nhìn xa thấy kinh, nhìn gần còn kinh hơn. 2,5 đồng không ship mọi người nhá. 2,5 đồng không ship, tuyệt vời luôn đấy. Em còn mỗi một chum này là mới xong luôn. Còn hiện tại là hết, tạm thời hết chum nhá, chắc phải tầm khoảng 3-2 tháng nữa, khoảng hơn 1 tháng nữa thì mới có hàng này. Bởi vì hàng này sản xuất theo một nô, cắt một nô gỗ. Làm nô ấy, một nào có phát 6 chum, thì bán cái chum này là hoàn thiện chum. Đây là cái chum sau cùng. Thế là bán hết nô và 2,5 đồng. Bình thường thì chắc chắn không có dưới giá dưới 3 đồng đâu. Chắc chắn không giá dưới 3 đồng của chum này. Nên cho mọi người một cái món này. Món này nhá. Cái món tặng mọi người cho hết nhé. Đây, một cái dĩa chắc. Chắc đen. Mọi người nhìn này. Đặc xịn. Đây là đúng chắc đen mọi người nhé, đây. Mọi người sưu tầm chắc thường thường chắc ta chắc cũ của mình cái bên dưới bao giờ bị lũa, nhưng mọi người nhìn này, đây có một vết nứt này, nhưng mà các bác nhìn này, nó đặc xịt và bên dưới này vẫn là mộc. Mộc mọi người nhìn cái chất gỗ này đen xì, đây chắc ta của mình đen xì, thì có nghĩa bên trên mọi người đang nhìn thấy một cụ di lạc này là đen, là chuẩn đen luôn nhá. Chứ còn bên dưới này mà là đỏ tím vàng hoặc là chắp vá hoặc là thủng thẻo linh tinh vá víu vào thì mọi người còn sợ bên trên này dặm màu, nhưng mà dưới đế này mộc là đen xì thì chắc chắn bên này trên này đen. Một cụ chúc phúc. Cái này thực ra là một cụ gỗ này đó. Đặc. Đặc gỗ này là 400.000 của gỗ này. Thì em mình giao lưu mọi người, em đo kích thước cho. Cái này bán này mọi bán vừa em tặng mọi người. Mọi người đặt vào cái vị trí nào các bác cảm thấy hợp lý trong cái tủ đồ của mình ấy, hoặc để bàn làm việc được, mọi người đặt vào. Một cụ chỉ là cao 36, em lấy đường kính tròn nha. Đường kính tròn là 15. Cao 36, đường kính tròn 15, em lấy đúng 200.000 tiền công và tiền sơn. Cả công, cả tiền sơn PU, cả đánh xi, đánh sáp linh tinh gọi là hoàn thiện, đây một chút mắt này. Hoàn thiện linh tinh. Xin giao lưu mọi người là 590k. Để đặc nha. Đặc xịn nha mọi người nha. Tặng đây một tiếp tục một cái nữa, đây là nó là minh chứng cho cái vấn đề là cái đế nó như thế nào thì cái gỗ bên trên nó sẽ màu như thế này, là một cái rễ bên dưới nó sẽ hơi đỏ đỏ một chút, nó có một cái lỗ còn quằn này, cái lỗ còn quằn giấy đỏ hơi đỏ đỏ đúng không? Đây là cái phần mộc nó hơi đỏ đỏ một chút này, thì mọi người sẽ nhìn thấy bên trên này gỗ khi cắt ra này nó sẽ hơi đỏ luôn. Đấy, mọi người nhìn nó sẽ đỏ luôn. Nó đỏ luôn này, này đỏ luôn này. Nó đỏ luôn. Cả cái phần vân này khi chúng chỗ nào làm nó đều đỏ hết. Đây là một cái rễ lu chắc. Đây người ta gọi lu nhá.
Đây là mua giá lu này, lu chắc. Đây là sụn chắc này, lu sụn chắc. Đây là đục một cụ thọ. Sản phẩm nó sẽ như thế này. Nó còn cái kỳ nữa nhưng mà kỳ chưa xong. Đây sẽ như này mọi người nhá. Đấy, đặt đặt 100% em bán hết lu. Đây lu chắc này, đặt 100% lên. Chắc đỏ đen, chắc ta của mình đây không dùng màu mọi người nhá, yên tâm chưa? Toàn bộ là màu tự nhiên nhá. Đây cái mặt cũng đỏ đỏ này. Đấy. Toàn bộ màu tự nhiên hết. Cái này cao 40 và đường kính tròn em lấy là 11 thôi. Cao 40 kính tròn 11, nó vẫn còn một cái kỳ bên dưới nữa, nhưng mà kỳ đâu mất đấy, chưa tìm thấy. Cái pho này là giao đi mọi người 650 nhá, 650 pho này. 650. Bán hết lô. Em làm một lô chắc vui vui, làm vui vui nữa buồn. Làm vui vui nữa buồn. Bê cái này đến cho mọi người kiểu gì bây giờ, không có ai bê. Khó khăn thế nhỉ. Đẹp chút nhá, có con gì đặc đứng đẹp lắm, đẹp đẳng cấp lắm, muốn liền giới thiệu mọi người mà nó nặng. Để em nhân đợi em một phút, em nhờ người em bê không, để em một phút, một phút mọi người, mọi người đợi một phút để em một phút, em nhờ người bê. Quan hệ tuyệt vời lắm mọi người, đợi một phút. Em có cái khoai đặt đứng rất là to nhưng mà do cái vấn đề nó lạ quá không có người bê. Đợi em một chút, em nhờ xin vợ em cũng xuống bê cho em thì được, chứ còn một mình thì chịu chết không bê được khoai này. Muốn bê cho mọi người ngắm cho nó đẹp to. Đây này, khoai này tím là khủng khiếp luôn. Em chút thương mà em làm mũ đắt tiền, em làm mọi người cũng coi như là như thế nào, mình làm ra mình xong mình cũng thấy đẹp, cũng tự hào, đặt sơ cấp luôn. Đợi em chút nha, mình có xuống không đây. Một phô mai được chế tác thì nguyên một cái gốc luôn, đáng đủ. Bước này thì một mình thực sự là không thể bê được. Đâu, đâu mà chưa đi xuống. Thôi em quay bên dưới mọi người nhá, tôi chịu chết thì không quay bên trên được. Nặng quá. Quay bên dưới thì nó không đẹp, tôi muốn quay lên đưa lên mặt xoay cho mọi người ngắm cho nó đẹp vì bên dưới nó bị khuất sáng. Mà thôi không có người bắt buộc. Mọi người chịu quá nhá. Có bác nào thích thì mai ngắm kỹ em sẽ quay lại. Còn tôi chỉ clip quay.
em chỉnh cái máy nha. Nhả nó không có người, nhả toàn người bị sớm luôn mọi người. Để bu hộ con phát này, đều con này lên đây phát. Nặng quá không đi. Hơi nghiêng một chút mọi người nhé, nó không sao, không có gì, không có gì. Cho nó to quá, nó to như bạn xoay nhiều quá nên nó bị nghiêng mà không sao. Rồi đây là một cái bức di nạp gỗ hương được chế tác nó hoàn toàn nhìn nguyên khối 100%. Nếu mà các bác nhìn cái bức này ở ngoài đời thực sự ấy, thì em sẽ khẳng định mọi người nhìn đây là một cái bức rất là khủng, to quá, chịu không làm nào, nặng quá. Và bức này của em là được chế tác hoàn toàn nhìn nguyên khối 100%, liền 100% mọi người nhé. Hy sinh của phu rất là to và hạ sâu vào đây, các bác sẽ nhìn những cái phần, ví dụ như cái phần củ sâm này và có con cóc đậu đây này, và những cái trẻ con mới bám cái dây này, viên dây bao tiền này, là toàn bộ, hoặc những cái phần gậy bên trên này là toàn bộ liền hết, không có chắc bất cứ một chi tiết gì. Riêng cái tiền phôi đang tầm hơn 6 triệu tiền phôi, hơn 6 triệu tiền phôi, bởi rất là phôi rất là to, phôi được phôi đắt tiền nhưng mà làm rất là đẹp, thật sự làm rất là đẹp, phiêu. Đây là các bạn nhìn cái chất này, chất gỗ. Những ai mà tín đồ gỗ hương ấy, thì nhìn những cục phôi này thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua được, chắc chắn sẽ không thể bỏ qua được mọi người. Cái chất gỗ của nó tuyệt vời lắm, chất gỗ rất là tuyệt vời và các bác chắc chắn sẽ không thể bỏ qua. Cái màu sắc như là cái vân veo của gỗ này. Toàn bộ những cái này nó là những cái phần chân nu nhé, những cái phần chân nu nó chạy bên dưới, còn những cái sâu tiền này chặt rất là kỹ, chặt rất là kỹ, chặt rất là kỹ và đục moi hết ra, đục moi hết ra. Đây mọi người nhìn cái màu sắc của gỗ này, cái phần vân ở người này, đây mọi người nhìn này, rất là sạch, hàng cực kỳ sạch và cực kỳ luột, phải đính chính mọi người là như thế nhá. Còn vân thì cực, nói chung là không có dùng từ gì nó chuẩn được cả, mọi người cảm nhận. Nhưng em cá các bác luôn, đây là một phôi hương có thể nói là đẳng cấp, dùng một từ thôi là từ đẳng cấp. Đây đẹp cả đằng trước đẹp cả đằng sau, đây là chất gỗ, đây cái hàng gốc của mình thì nó mới có cái chất này, phê lắm, rất là phê. Đây mọi người nhìn, đây là cái mắt, đây một chút mắt, phê lắm, phê lắm mọi người. Xong rồi không bê đâu, không đây này. Em đã quay kỹ để mọi người nhìn, bởi vì hàng này là cái phôi mình mua là cái phôi to, xong về mình đục mình hạ ra đi rất là nhiều phôi để nó ra được cái cục gỗ đẹp và cái tổng quan nó đẹp như thế này, thật sự là rất là tuyệt vời luôn. Đây này. Mọi người nhìn này, họ để vân này, vân thì xoáy sụn các kiểu là điều không chê chỗ nào được. Đây hàng gốc mà to này thì nó như thế này, nó sẽ nếu bình thường cũng như cục phu bình thường nó sẽ cực kỳ nhiều vết, nhưng mà cục này của nó đột đến 99,9%, không có tí vết nào luôn, không có tí vết nào luôn. Đây cả phần côn thư này, đây là những cái phần chân nu,
nó chạy đây, chân đu nó chạy đây, nó xuyên đây này. Đây đây, những chân đu này, chớp đu này. Cái phần bao tiền mọi người này, gỗ cực kỳ tuyệt vời luôn. Hôm qua em cũng quay file một phôi đi làm đứng, nhưng phôi đấy là nếu về cái kích thước tổng thể là chỉ bằng một nửa phôi này thôi, bằng một nửa. Nhưng mà phôi đấy nó cũng đục dạng gỗ quá đẹp, nó đẹp như phôi này luôn này, cùng một cái mẹ phôi mua. Đây cái chỗ này mọi người nhìn đây là những phần chân đu nhé, chân đu đấy. Đây này, em mình quay rất là kỹ và sẽ mất, nếu quay kỹ này thì nó sẽ bởi vì chất gỗ mọi người thấy mới chuẩn, nhưng mà nó sẽ mất thời gian một chút, nên là các bác nào xem mọi người cũng ngắm thật là kỹ, các bác tua đi và em quay kỹ đều đo kích thước chuẩn và đều báo giá. Đây những phần nu này, phần da nu này đều báo giá chuẩn cho mọi người hết, không có cái nào mà không có giá. Đây là các bác cứ xem từ từ, mọi người xem từ từ. Đây này, đây nó quay từ phần một cho mọi người để các bác ngắm cái chất gỗ. Đây là cọc này, tất cả đều liền hết, quá tuyệt vời đúng không ạ? Đây quay xa đây, nhìn cái màu sắc của gỗ này các bác thấy là phê rồi. Bây giờ em sẽ quay một thằng sau để mọi người thấy là củ phô nó to như thế nào. Với một cái gốc lu đó, hàng bám lu. Lu này là cái, nó có cái bệ, cái bệ rất là đẹp, thật sự là đẹp. Quay một chút đằng sau. Sợ chút, nó to quá để hết cái vòng xoay. Đây mọi người chờ, nguyên một cái gốc, nguyên một cái gốc cắt đấy, những cái chỗ nào gỗ cắt ra để đảm bảo mọi người đẹp tuyệt vời luôn. Đây đằng sau này không có tí vết nào luôn đâu mọi người ơi, hàng không có vết tích gì cả đâu. Hàng này cái siêu tầm thôi, siêu tầm và chơi thôi. Đây này, ấy phôi này giờ nó cũng cạn lắm này. Đây là cái gỗ này, đây là cái da này, những cái da này mọi người nhìn, những cái da này, cái bạt da này, gỗ này. Đây bạt, đây chân nu này, mọi người nhìn chữ bạt ra cái gỗ đẹp này cơ mà, chân nu nhiều này cơ mà. Đây này, mọi người nhìn chân nu rất là nhiều luôn đấy, đẹp lắm, gỗ đẹp lắm, một lắm đó, nhiều gỗ quá, hơn 6 triệu tiền phôi, giờ làm bán kiểu gì, chẳng lẽ bán hơn chục triệu, bán hơn chục triệu thì khó bán quá. Nhưng bước này trên thị trường đúng là phải bỏ số tiền hơn chục triệu đấy, phải bỏ số tiền hơn chục triệu để mua đấy, bình thường cũng không mua được dưới chục triệu đâu. Hình nghiêng là không phải là do cái tượng nằm nghiêng đâu mọi người, nhưng mà do cái mình nhìn này, nó hơi bị nghiêng một chút, là không phải do cái tượng nghiêng đâu mọi người, nhưng mà do cái bàn xoay bên dưới mọi người nó xô hết đấy, nó lặng quá, cái sản phẩm này lặng quá, nó xô hết cái bàn rồi. Để em đo kích thước nhé, cao là 93, rộng lắm, phôi này rất là rộng, rộng 65, cao 93, rộng 65 và độ dày. Độ dày phải là 38 phân, 38 và 9 phân, cao là 93, rộng 65 và sâu là 38 và 9 phân. Chất phôi, chất gỗ không thể chê được và siêu tầm. Em sẽ cố gắng để cho mọi người cái giá cực kỳ hợp lý, một cái cục phôi đẹp như thế này và to khủng như này trên thị trường không có giá dưới 12 13 triệu đâu. Đảm bảo mọi người, đảm bảo luôn không có giá dưới 12 13 triệu đâu ạ. Mọi người có thể tham khảo cục phôi chất và đẹp mà nuột như thế này. Mà niền như thế này, to này, không có giá đó dưới ra đó. Nhìn nó phê lắm ấy, mọi người. Ồ, đẹp thật. Em Minh đây có một cái mắt, đây là một cái mắt gỗ này. Cái gỗ gốc nó sẽ không thể tránh được mắt nhé, để một cái mắt đấy. Thì em Minh xin báo giá luôn cho mọi người này, em xin chia sẻ và giao lưu mọi người bức này với giá là 8.900.000 không ship, 8.900.000 không ship mọi người nha, lấy hơn 3 triệu tiền công một chút, 8.900.000 không ship.
đục kênh bong ngoài móc kỹ điểm, nói chung là xứng đáng, xứng đáng mọi người ạ. Ok, cái clip này xin dừng đi mọi người nhé. Hàng to lắm, bên em đi xuống ngại lắm. Em xin dừng đấy thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngày mai sáng ngày mai cũng chia sẻ mọi người clip với những cái món mấy cái đôn, có mấy cái đôn điền rất là đẹp mà bán thanh ý cho mọi người chơi thôi. Cho nào dành tiền để làm việc khác. Thôi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc các bác buổi cuối tuần, buổi tối cuối tuần ngủ ngon. Mọi người xem clip thấy hay nhớ dành em xin good night. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh của em mọi người nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bác ngủ ngon.